chào các bạn. Hôm nay mình quay lại với các bạn để làm một clip phân tích và so sánh sự khác biệt giữa đầu karaoke Android trên nền tảng Android chuyên nghiệp và những đầu karaoke thông thường khác ở trên thị trường hiện nay. Ở đây chắc chắn clip này mình sẽ phân tích cụ thể và chi tiết, có thể là không có chi tiết quá, nhưng mà các bạn có thể liên hệ để bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn. Thì sau đây mời các bạn theo dõi những câu hỏi mà khách hàng mình thường đặt cho các bạn am hiểu hơn về cái thiết bị bên Thiên Vũ đang cung cấp hiện tại trong một năm qua. Những cái tính năng tiện ích như đoạn clip đầu mình đã có nói và chia sẻ với các bạn, thì một đầu karaoke Android chuyên nghiệp và chạy trên nền tảng Android độc lập thì nó giống như một chiếc smartphone hoặc là một chiếc Apple trên tay của chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Chúng ta có thể xem phim, chúng ta có thể là tải các app như là xem camera hay là những cái tính năng chơi game. Đọc được những cái file như là những file chuẩn cao, ví dụ như là chuẩn được H265 của định dạng video, hoặc là những cái file như là DTS Atom hay là HDTS, là những cái file chuẩn phim đó. Tại vì bản thân những cái đầu Android độc lập mà những cái đầu chuyên phát thì chúng ta sẽ có nhiều cổng ngõ kết nối ăn chơi hơn, ví dụ như là có Cyan, Optical và Analog, luôn cả USB 3.0. còn đối với những cái đầu karaoke thông thường khác thì nó sẽ bị hạn chế về các ngõ kết nối và những cái định dạng file. Ví dụ giống như các bạn muốn nghe một bản nhạc flawless sử dụng bằng file flash thì những cái đầu karaoke thông thường khác không thể nghe được, nhưng một đầu karaoke Android chuyên nghiệp chạy trên nền tảng độc lập chắc chắn sẽ nghe được file flash này. Nếu nói về độ bền và sự trải nghiệm lâu dài của thiết bị, các bạn đang vẫn còn lo lắng và lăn tăn về vấn đề này, thì trên thực tế khi mà một thiết bị phát của đầu karaoke ra, nếu mà một sản phẩm chính hãng thì đã được rất là nhiều kỹ sư người ta đã kiểm nghiệm và test trên thiết bị. Và trên thực tế cái đầu karaoke những sản phẩm hiện tại trên Thiên Vũ bán ra là đầu karaoke trên nền tảng chuyên nghiệp, đã bán cho khách hàng đã được 2 năm nay và hầu như là bán khoảng tầm khá là nhiều, nhưng mà tỷ lệ bảo hành khá là ít. Và bản năng của bảo hành thì đôi khi các bạn sử dụng nó chỉ vấn đề là lỗi về phần mềm thôi, thì các bạn chỉ cần cài đặt và có thể cập nhật ngay tại nhà mình mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ một nhân viên kỹ thuật nào của bên bán hàng hoặc là bên nhà phân phối hoặc là nhà sản xuất. Bản thân cái đầu này khi mà sử dụng các bạn cảm giác là nó chạy nó rất là mát, nó không có nóng máy luôn, các bạn sử dụng 24/24 liên tục, vì đây là một đầu karaoke dùng để đáp ứng cho nhu cầu giải trí của mọi gia đình, nên đa phần nó rất là nhiều tính năng, nên đa phần khi mà mình bán cho khách hàng thì nó đều sử dụng liên tục nhưng vẫn hoạt động ok, chưa vấn đề gì xảy ra. Đối với sản phẩm các bạn đang sử dụng thì các bạn phải hiểu rõ hơn, đây là sản phẩm đầu karaoke chuyên về đầu phát, không phải là một đầu karaoke chuyên nghiệp như là gọi là chuyên dụng, chúng ta chỉ sử dụng tính năng karaoke không. Vì cái đầu này chúng ta sử dụng tính năng chỉ là một tính năng riêng biệt của nó thôi, nó còn rất là nhiều tính năng khác. Và khi tính năng này nó dựa trên vào một phần mềm do một nhà phát triển Smart Karaoke Player, thì khi mà các bạn sử dụng một năm trước, 2 năm trước, thì khi mà có những tính năng mới, nhà phát triển sẽ cập nhật trên hệ thống đám mây, ví giống như là CH Play trên Google, thì chúng ta chỉ cần bấm hoặc là hệ thống tự động cập nhật cho các bạn, thì các đầu karaoke của các bạn sẽ được nâng cấp và thay đổi và cải thiện fix lỗi cho các bạn liên tục, nên các bạn không có vấn đề gì phải sợ vấn đề mà bị lỗi thời cả. Vì ở đây là nó đầu karaoke trên nền tảng Android chuyên nghiệp mà, chúng ta có thể nâng cấp từng ứng dụng giống như các bạn đang xài smartphone. Chúng ta có thể nâng cấp Facebook nâng cấp phiên bản mới thì các bạn cũng sẽ đi mới theo của Facebook luôn, nhiều tính năng, nên chúng ta sẽ không có lo về vấn đề mà sự bị lỗi thời. Đây là một cái hướng phát triển mới trong cái hệ thống karaoke cho thị trường mình đến tương lai. Nói về cái tính năng của cái đầu karaoke này so với các đầu ở thị trường Việt Nam hiện nay, thì đây là một đầu karaoke dựa trên phần mềm. Thì hiện tại cái tính năng này nó đang bao gồm có những tính năng ví dụ như là chúng ta sẽ chọn bài trên smartphone, tìm kiếm bằng giọng nói dựa trên cấu hình của Apple hoặc là Android. Thứ hai nữa là chúng ta vừa hát karaoke ổ cứng offline, tức là chúng ta không có internet, không có đường truyền internet, chúng ta vẫn hát được karaoke và vẫn chọn bài được trên smartphone do hotspot phát ra. Tính năng thứ ba đó nữa, thứ ba là chúng ta sẽ được hát karaoke online dựa trên nền tảng của YouTube. Mà trên nền tảng YouTube dựa trên phần mềm này thì trải nghiệm một năm qua thì phần mềm này chạy YouTube cực kỳ nhanh. Và một cái hay nữa đó chính là khi mà chúng ta sử dụng karaoke offline và online đây,
thì là chúng ta sẽ chọn bài giữa offline và online song song cùng một lúc với nhau, chúng ta không có bị tách đôi ra. Ví dụ bạn hát một bài số 1, bạn sau hát hai bài số 2 thì nó sẽ vẫn đứng chờ với nhau giữa online và offline. Nó không có bị khó khăn về vấn đề thao tác. Nên hầu như các bạn hỏi là đầu karaoke này có đủ bài hát hay không, thì mình cũng trả lời là cũng khá là đủ trong cái nền nhạc ổ cứng. Nhưng mà để mà đủ mà phong phú mà đầy đủ cho mọi người tiêu dùng á, thì có YouTube nữa, thì mình nghĩ đây là một đầu karaoke phải nói là rất là tiện ích và đáp ứng cho khách hàng hài lòng nhiều nhất. Và đây là một đánh giá được khách hàng đánh giá cho bên Thiên Vũ của mình. Thì ngoài có một số tính năng mình sẽ chia sẻ thêm, nhưng mà một số tính năng đó như là về cập nhật online hay là những cái tính năng đó là mình sẽ hạn chế chia sẻ hơn. Tại vì tùy phân khúc, tại vì mình sẽ có phân khúc riêng cho khách hàng của mình. Thì bây giờ mà tính năng trên karaoke này, mà thậm chí chúng khi chúng ta sử dụng phần mềm karaoke này trên cái đầu Android đầu phát chuyên nghiệp thì chúng ta đỡ mau lỗi thời hơn, thì vì tại vì chúng ta chỉ cần cập nhật sụt nhạc thôi, và nhà phát triển của phần mềm trên karaoke Android này đã hướng tới cái mục tiêu đó là karaoke nền tảng và hình ảnh 4K đã phát triển rồi. Nhưng mà để sử dụng 4K này thì sau về sau những khách hàng mà đã mua trước không có phải lo về nó bị lỗi thời, các bạn sẽ chỉ cần cập nhật cái sụt nhạc mới và đưa vào phần mềm là như thế là đã xong. Còn về kết nối thì kết nối này thì chúng ta có thể không giới hạn thiết bị kết nối. Đây là những câu hỏi mà được khách hàng Thiên Vũ đặt ra, nên mình hôm nay clip này mình sẽ trả lời hết cho các bạn. Đó là khi mà offline hay là online gì cũng vậy, một gia đình chúng ta có 10 người thì chúng ta 10 người chúng ta có thể cùng kết nối trên một đầu và nó sẽ đồng bộ hóa với nhau, không có bị trùng lập với nhau. Cái này là một tính năng rất là hay, tức là không hạn chế thiết bị nha. 10 chỉ là một cái ví dụ thôi. Giữa đầu karaoke cao cấp Android chạy trên nền tảng Android và những cái đầu karaoke thông thường được tích hợp Android có sự hai sự khác biệt khác nhau hoàn toàn. Vì nếu mà đầu karaoke chuyên dụng chuyên nghiệp thì các bạn có thể là sử dụng những các tính năng như là xem phim, nghe nhạc, lossless, hình ảnh 4K 3D tùy theo cái khả năng và cấu hình của chiếc đầu karaoke đó. Còn đối với những cái đầu karaoke mà Android tích hợp hoặc là giống như một chiếc TV thông minh tích hợp, chúng ta chỉ có thể là sử dụng vài ứng dụng mặc định do nhà hãng sản xuất đưa ra chúng ta và cài sẵn, chúng ta không có cái cài thêm hoặc là không được linh hoạt so với lại một chiếc đầu karaoke chuyên nghiệp khác. Lượng âm thanh thì các bạn phải biết phân biệt giữa hai thể loại ở trên thị trường Việt Nam hiện nay, đó là đầu karaoke sử dụng trên nền tảng nhạc MIDI và đầu karaoke sử dụng nhạc KTV, tức là MTV. Thì MTV là sao? MTV là chúng ta sử dụng cái thể loại nhạc của ca sĩ, có thể gọi là hòa âm phối khí, được các nhà sản xuất âm nhạc chúng ta được qua sử dụng bằng phần mềm, nó sẽ khác biệt. Còn đối với MIDI, chúng ta sẽ hát giống như là chúng ta karaoke trên một cái chiếc đàn organ, một cái MIDI, một cái nền bass mặc định sẵn, nó không có được linh động hoặc là nó nghe âm thanh nó sẽ chắc hơn so với hòa âm phối khí. Hòa âm phối khí thì âm thanh nó sẽ có thể là sẽ không trong không sạch như các bạn nghĩ, nhưng mà nó có những tiết tấu và cảm, bài hát nó sẽ có hồn khi mà chúng ta hát đúng nhịp đúng tông, nó có hồn hơn và cảm giác là nó sẽ chuyên nghiệp hơn so với những cái cách thổi lại đầu sử dụng bằng MIDI. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong và demo sơ và cũng phân tích cho các bạn cũng như là những khách hàng đã có rất là nhiều câu hỏi gửi qua email cho mình từ trong nước và ngoài nước. Thì ở đây mình có thời gian mình đã quay, mình chia sẻ sơ để phân tích cho các anh chị cũng như các bạn có thể phù hợp hơn và hiểu hơn về cái thiết bị của mình. Thì tính ra chúng ta có thể so sánh với các đầu karaoke hiện tại hiện nay, thì đây là một cái giải pháp, đây cũng là một lựa chọn giải trí đa năng cho gia đình chúng ta, một cái tốt với ở trong một cái tầm giá cũng khá là ổn định, khá là tốt mà đáp ứng được khá là nhiều yêu cầu. Đây cũng là một phân khúc cao cấp cho các gia đình căn hộ mà có nhu cầu giải trí cao trong những ngày làm việc mệt mỏi. Ok, như vậy là đến đây là cuối clip rồi, mình xin chào các bạn, các bạn hoặc là khách hàng đang cần hỗ trợ tư vấn gì thêm hay có một cái thắc mắc nào có thể để lại comment bên dưới, hoặc là số điện thoại bên mình sẽ gọi đến hỗ trợ tư vấn cho các bạn và các anh chị. Nhớ đừng quên like và subscribe kênh của mình. Mình sẽ làm được nhiều clip chia sẻ và cụ thể hơn về các thiết bị sản phẩm khác. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.